Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi trưa ngày 6 tây tháng 10 nha anh em. Rồi buổi trưa hôm nay em lên cho anh em khoảng mười mấy lô ha, mười mấy lô máy cắt cỏ nha anh em. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, bao cho anh em đầy đủ đồ, hơi lửa ngon lành ha. Rồi cái này thì anh em nào chốt em sẽ quay cái clip giật hơi thử lửa qua Zalo nha anh em. Máy này thì chưa dọn nổ thì anh em mình em không có bao ship anh em, cộng ship giùm em ha. Còn đây là những cái lô máy này thì giá của nó là giá sỉ giá rẻ anh em. Cái này thì anh em mà chốt quá thì cộng ship giùm em. Rồi em vô cái lô đầu tiên là con này, là con Tanaka anh em. Tanaka này là Tanaka 260 ha, nòng của nó là nòng 34 ly. Rồi con số 1 anh em, con này mặc giật trợ lực luôn. Con này 1,1 triệu ha, chế của nó là xài chế quanh gồ hay kim anh em. Tay lái là tay lái dài, đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 là con cơm Matsu G2KC. Con này nòng 32 ly anh em. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em cái tay lái dài luôn ha. Con số 2 750.000 anh em. Con này thì còn bao đẹp luôn, tâm đít được còn đỏ ao luôn anh em. Tay lái dài, đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 là con cơm Matsu anh em G2K. G2K bình sân trên. Cơm Matsu G2K bình sân trên. Rồi tâm của nó là tâm gời, tay lái thì nó bị mất nửa tay lái. Rồi em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn anh em. Con số 3 này bán cho anh em 1,3 triệu ha. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha, con số 3 1,3 triệu. Tiếp theo là lô số 4. Lô số 4 là hai con Magu. Magu này là Magu 20cc anh em, tâm gời ha. Một cây tâm gời, một cây tâm liền. Một cây tâm gời, một cây tâm liền anh em. Tay lái em sẽ tặng cho anh em tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Lô số 4 này là 2 cây 1,7 triệu, 850.000 cây. 850.000 cây nha anh em. Đây đầu bò chứng kịp giao thì đầy đủ luôn ha. Lô số 4, một cây tâm gời, một cây tâm liền. Rồi tiếp theo là con số 5. Con số 5 là con Echo anh em. Echo 251 bình sân dưới ha. Con này nòng 32 ly mà siêu khỏe anh em, dinh lớn. Con số 5 này 850.000. Tay lái dài nha anh em, tay lái dài luôn ha. Đầu bò chứng kịp giao đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành. Lô số 5 850.000 anh em. Echo 251 bình sân dưới, lô số 5. Tiếp theo là lô số 6. Lô số 6 là lô này là lô Echo QX nha anh em, 22cc ha. 22cc nha anh em, lô này tổng cộng 4 cây. Tay lái của lô này là 3 cái tay lái tròn và 1 cái tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 6, 4 cây 2,6 triệu, 650.000 cây. 650.000 cây nha anh em, lô số 6. Rồi tiếp theo là lô số 7. Lô số 7 là lô này là lô cơm Matsu anh em. Cơm Matsu này, cơm Matsu 22, cơm Matsu 23 ha. Đây 23 nè. 23 2 cây anh em. Rồi 22 nè, 22 nè. Lô này tổng cộng 4 cây anh em, 4 cây ha. Lô này 4 cây 4,4 triệu, 1,1 triệu cây, lô số 7. Rồi 23cc anh em. 23cc, 22 ha. Rồi lô này tổng cộng 4 cây anh em. 4 cây 4,4 triệu, 1,1 triệu cây. Lô số 7. Tay lái của lô này là liền lạc tay lái dài anh em. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ ha. Có cái ống cần bị cong thì em sẽ đổi cho anh em ống cần khác nha anh em. Rồi lô số 7. Tiếp theo là lô số 8. Lô số 8 là hai con Echo anh em. Echo này Echo 311 ha, bình sân trên. Nòng 36 ly anh em. 2 cây 3 triệu, 1,5 triệu một cây. Echo 311 bình sân trên. Tay lái là tay lái dài anh em, đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn. Lô số 8, 2 cây 3 triệu, 1,5 triệu một cây. Echo 311 bình sân trên. Lô số 9 là Magu anh em. Magu này là Magu 26cc nòng 34 ly ha. Magu 26 nòng 34 ly, tay lái là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ ha, bao cho anh em đầy đủ đồ. Lô số 9, 2 cây 2,3 triệu, 1,1 triệu 50 cây. Magu 26. Lô số 10 là Magu. Lô số 10 là Gobin nha anh em. Đây hai con Magu 26 trợ lực nha anh em, 1,1 triệu 50 cây, hơi lửa ngon lành. Rồi con số 10 là con Gobin. Gobin này là Gobin NB231 trợ lực luôn anh em. Con này bán cho anh em 850.000 ha. Chế của nó là xài chế quanh gồ ga ngang luôn. 850.000 anh em, mặc dịch trợ lực. Rồi ta lái dài luôn anh em, đầu bò chắn kịp dao đầy đủ luôn. Tiếp theo lô số 11. Lô số 11 là con Echo bình sân trên ha, Echo 251 bình sân trên nha anh em. Quá đẹp luôn. Con này còn rất là đẹp anh em.
nước sơn là còn bóng hới luôn nè. Rồi con này thì số 11 850 nha. Đầu bò chín kẹp dao đầy đủ luôn nha anh em. Con này thì nó xài là xài cần xoay nha anh em, cần xoay ha. Nó là bình sân trên cho nên nó xài cần xoay. Lô số 11, tiếp theo là lô số 12. Rồi lô số 12 là ba con Echo Kiwis. Kiwis 2001 và Kiwis 2002 nha anh em. Tà lái của nó là hai tròn một dài. Đầu bò chín kẹp dao đầy đủ luôn. Lô số 12 3 cây 2.1 700.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 13 anh em. Lô số 13 là lô Hitachi ha. Hitachi Hikuki anh em. Rồi lô này tổng cộng 5 cây anh em. 5 cây liền lạc bao đẹp luôn anh em. Bao đẹp cho anh em luôn. Rồi lô này 5 cây. Tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em. Ga bóp hệ luôn ha. Tay lái dài ga bóp hệ. Rồi đầu bò chín kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn anh em. Lô số 13 5 cây 3.5 triệu 700.000 cây. Hitachi Hikuki. Rồi lô này 700.000 cây anh em. Lô này cũng 700.000 cây luôn. Rồi tiếp theo là lô số 14. Lô số 14 là lô này lô Echo xanh nha anh em. Echo xanh là Echo xanh 22cc ha. 22cc anh em, Echo xanh. Rồi lô này quá đẹp nha anh em. Tum đít từ chấn tư luôn, tay lái là tay lái dài có ga bóp luôn anh em. Ga bóp ha, tay lái zin. Lô số 14, 4 cây 3 triệu anh em, 750.000 cây. 750.000 cây anh em. Rồi đầu bò chín kẹp dao thì đầy đủ luôn nè. Lô số 14, 4 cây 3 triệu 750.000 cây, Echo xanh. Quá đẹp anh em. Liền lạc luôn. Lô số 14. Rồi lô số 15 là Tanaka chữ A. Tanaka chữ A anh em, 4 cây. 4 cây anh em, 4 cây là 2.8 ha, 700.000 cây, Tanaka chữ A. Rồi ta lái là ta lái dài luôn anh em, đầu bò chín kẹp dao đầy đủ luôn ha. Lô số 15, 4 cây 2.8, 700.000 cây. Rồi anh em mà chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.